Tiếp theo thì Tâm sẽ mô phỏng cái cách sử dụng cái kìm bấm cành này cho mà con mình sử dụng, biết cách sử dụng ha. Mình cũng mô phỏng thực tế luôn. Ví dụ đây mình không có cành dây leo, bầu bí hay là dây nho, thì đây mình ví dụ như là một cái đọt cây đây, đọt cây đây. Thật ra đây mình muốn bấm vào cái trụ cây này, đầu tiên mình phải móc dây lên các bạn à. Đây là mình mới bấm xong mình chưa có móc dây lên nè. Đầu tiên mình bấm một cái để cho móc dây lên, móc dây lên không, sau đó mình để hai cái cành cây, và cái hai cành cây với nhau như vậy. Giờ mình luồn qua cho mình bấm ha. Đấy, đây mình sẽ minh họa các bạn xem, bấm vô đây thấy rõ không? Đó, mình sẽ minh họa này ha. Đấy, nó hơi bị che khuất một chút rồi, sau đó mình phải bấm thì nó sẽ, đấy, nó sẽ dính chặt với nhau. Ví dụ các bạn muốn nó chặt hơn thì bạn để vừa qua thôi, móc dây lên trước ha, rồi bạn bấm vừa qua dây thì bạn sẽ siết thì nó sẽ chặt hơn. Đó, cái dây thứ hai mình bấm nó sát hơn rồi này, thấy không? À, đó là kỹ thuật mình bấm thôi, khi mình xài vài lần mình sẽ quen. À, ví dụ như mình bấm hai cái đọt cây lại với nhau, à, bấm hai cái đọt cây này lại với nhau nè, thấy không? Rồi mình móc dây lên trước ha, rồi móc dây lên nè, thấy chưa? Mình móc dây rồi, xong mình để hai cái tròn qua, nó tròn qua, bạn thấy rõ không? À, nó tròn qua, xong mình bấm thôi. À, thì nó ghim rồi, hai dây sẽ ghim lại với nhau. Rồi tiếp theo ví dụ nữa, ví dụ mình bấm cái đọt mồng tơi này vào cái cây dây leo này, đó, cố định cái đọt lại, thì mình sẽ tràn qua, xong mình sẽ bấm, rồi nó là cố định lại như thế này, các bạn thấy không? Cố định là rất là đơn giản thôi, thao tác chỉ cần nó có khoảng vài giây là có thể làm được, hả? Vô cùng tiện lợi luôn. Rồi một ví dụ khác nữa, ví dụ như mình vừa bấm cái đọt sứ thế này, đó, cái cành sứ, hai cành sứ nó, mình có thể bấm hai cành sứ này dính chặt lại với nhau thế này. Móc dây lên ha, xong mình tròn qua rồi mình bấm thôi. Đó, hai cái thứ dính chặt vào nhau rồi đây. Đặc điểm của cái dây băng quấn này á, thì nó sẽ co giãn, khi mà hai dây mình đã quấn rồi nó sẽ lớn theo thời gian đúng không, rồi nó sẽ co giãn lại, thì cái dây này có độ đàn hồi nên như mà cây hoặc là cành cây lớn hơn á, thì nó vẫn có thể bám tốt. Đấy. Rồi thì các bạn có thể nghiên cứu và sử dụng trong gia đình của mình. Cái cách sử dụng cũng rất là đơn giản thôi, và tiết kiệm chi phí thời gian công sức của mình để gọi là trong quá trình trồng trọt.